khi có quá nhiều lãnh đạo Hà Nội cầu cứu, tập chọn ai đây? Vào hồi tháng 4 vừa qua, ông Vương Đình Huệ đi Bắc Kinh cầu cứu chuyến đi kéo dài đến 7 ngày. Nhưng cuối cùng khi trở về nước, ông Huệ vẫn bị đánh cho gãy ghế. Như vậy, trong cuộc đấu, khi đã vào thế hết đường thoát, mới cầu cứu Bắc Kinh thì cũng chẳng ăn thua gì. Ngày xưa, Lê Chiêu Thống sợ bị nhà Tây Sơn phế truất mới chạy sang phương Bắc cầu viện và đã được đáp ứng với 20 vạn quân Thanh kéo sang cứu giúp. Tuy nhiên, cũng trong tình cảnh tương tự, vì sao Tập Cận Bình lại không ra tay cứu Vương Đình Huệ? Bối cảnh thời Lê Chiêu Thống khác với ngày nay, lúc đó nhà Tây Sơn quyết không thỏa hiệp với phương Bắc, trong khi ngày nay Tô Lâm đã thuần phục Bắc Kinh từ lâu. Trước khi tấn công Vương Đình Huệ vào tháng 9 năm 2023, Tô Lâm cũng đã có chuyến đi Bắc Kinh 5 ngày. Như vậy, Tô Lâm đã đi trước Vương Đình Huệ một bước. Khi cả Tô Lâm và Vương Đình Huệ đều đến Bắc Kinh tìm kiếm sự hậu thuẫn, thì Tập Cận Bình có nhiều lựa chọn hơn. Cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu trong Đảng Cộng sản Việt Nam đều xin thuần phục thì Tập Cận Bình sẽ chọn ai đây? Đó là câu hỏi được đặt ra. Có lẽ trong trường hợp này, Tập Cận Bình chỉ cần yên lặng, quan sát và dành thời gian để lựa chọn kỹ lưỡng. Ông không cần phải chọn một kẻ yếu thế làm tay sai. Vì thế, trận đấu ở thượng tầng chính trị Việt Nam khó có sự được can thiệp trực tiếp từ Bắc Kinh. Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng sau cùng. Vậy nên, Tập Cận Bình chỉ cần chờ nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam tự thanh lọc, không cần thọc tay vào làm gì cả. Hiện nay, Tô Lâm đang là thế lực mạnh nhất, nên khả năng cao ông sẽ là người mà Bắc Kinh chọn. Tô Lâm đủ khả năng để ép Bộ Chính trị phải gật đầu theo ý ông ta qua vụ đưa Lương Tam Quang lên ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là đòn hiểm rất lớn của Tô Lâm dâng cho Bắc Kinh. Nếu Bắc Kinh kiểm soát được Tô Lâm thì họ có thể gián tiếp kiểm soát luôn cả Bộ Chính trị. Tuy nhiên, việc Tô Lâm thành công ép Bộ Chính trị một lần nữa cũng chưa thể đảm bảo ông có thể thực hiện điều ấy một lần nữa. Tại Hội nghị Trung ương 10 sắp tới, nếu Lương Tam Quang có thể vào được Bộ Chính trị, thì đấy lại là một lần nữa Tô Lâm thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình trong bộ siêu quyền lực này. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn điều khiển Bộ Chính trị. Ông dùng hình ảnh ảnh hưởng của bản thân khiến cho hơn phân nửa Bộ Chính trị đồng thuận đưa ra các quyết sách theo ý của ông. Giờ đây, Tô Lâm không dùng ảnh hưởng mà dùng những công cụ chế tài để cưỡng bức 15 trên 16 ủy viên Bộ Chính trị phải phục tùng mình. Đấy là một điểm cộng rất lớn cho ông trước Bắc Kinh. Khi Bắc Kinh triển khai các chính sách lớn, họ rất cần người có khả năng cưỡng bức cả Bộ Chính trị như thế. Giờ đây, bất kỳ kẻ nào khác muốn được Bắc Kinh trọng dụng thì trước hết phải thể hiện được sức mạnh trước Tô Lâm. Phải cho thấy bản thân mạnh hơn Tô Lâm. Cho đến nay vẫn chưa có ai đủ sức mạnh để cạnh tranh với cựu Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, cuộc đấu vẫn còn 19 tháng nữa và chính trường của Việt Nam vẫn đang ẩn giấu nhiều biến cố bất ngờ. Có thể không cần đấu trực diện bởi phương diện này khó ai qua mặt được Tô Lâm, nhưng đánh lén đâm sau lưng thì có thể vẫn còn rất nhiều tay thiện xạ. Trong vòng 19 tháng tới, khả năng cao Tô Lâm sẽ củng cố thêm quyền lực và rất có thể thế lực của Tô Lâm sẽ còn mạnh hơn nhiều lần thế lực ông Trọng trước đây. Ông Trọng lên Tổng Bí Thư được các bồ lão lúc đó chọn làm Thái tử. Khi mới cầm quyền, ông không mạnh như khi còn ở đỉnh cao. Lúc đó, ông ở cửa dưới so với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vậy mà, chỉ một thời gian ngắn sau, ông đã trở thành vô địch trên chính trường nhờ vào sự hậu thuẫn của Bắc Kinh. Nhưng Tô Lâm chưa lên làm Tổng Bí Thư mà đã có sức mạnh vượt trội. Nếu được Bắc Kinh trọng dụng và hậu thuẫn, thì có thể nói vị tướng công an này sẽ không còn đối thủ. Ông sẽ không ngán Trung ương Đảng, không ngán Bộ Chính trị và tất nhiên cũng chẳng xem 100 triệu dân ra gì. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình tiếp của Thời báo .de với bản tin khi có quá nhiều lãnh đạo Hà Nội tới cầu cứu thì Tập sẽ chọn ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tính kế lâu dài, Tô Chủ tịch thần phục thiên triều như thế nào? Thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đấu nhau
nhưng không phải là những trận đấu công bằng, mà là những trận đấu theo lý lẽ của kẻ mạnh và bị đóng khung trong một cái lồng. Cái lồng ấy chỉ chấp nhận những đấu thủ thuần phục Bắc Kinh. Từ ông Nguyễn Xuân Phúc trở xuống, trước đây đến ông Nguyễn Phú Trọng, bây giờ không một ai có ý rời khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh. Để giành được quyền lực trong đảng, từ năm ngoái, ông Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh để bày tỏ lòng thành của mình với Tập Cận Bình. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2023, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Biden lên máy bay về nước, ông Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài tới 5 ngày. Không biết ông đã bàn bạc những gì với phía Trung Quốc. Sau này, khi Vương Đình Huệ bị Tô Lâm đánh quá rát, cũng lên đường sang Bắc Kinh cầu cứu. Chuyến đi của ông Huệ kéo dài đến 7 ngày. Tuy nhiên, khi vừa về đến sân bay Nội Bài, thì trợ lý của ông Huệ là Phạm Thái Hà đã bị bắt. Có người phân tích rằng Tô Lâm sang Bắc Kinh trong lúc còn đang ủ mưu, sau khi trở về mới thực hiện âm mưu đó. Điều này cho thấy Tô Lâm tìm đến Bắc Kinh là có tính toán trước, là trải thảm đỏ mời Bắc Kinh vào nhà. Còn chuyến đi của Vương Đình Huệ thì là cầu cứu khi đã bị dồn ép. Giả sử ông Huệ không bị dồn ép vào đường cùng, thì ông có sang Bắc Kinh hay không? Ở thế bề trên, Tập Cận Bình nên chọn kẻ thuần phục mình ngay từ đầu hay chọn kẻ chỉ đến cùng đường mới tới cầu viện? Giữa hai người cùng thuần phục thì ắt hẳn Tập Cận Bình đã chọn Tô Lâm thay vì chọn Vương Đình Huệ. Kẻ thuần phục sớm thường có kế hoạch cụ thể dâng cho Thiên Triều vì có chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu cần can thiệp thì Thiên Triều cũng chỉ cần can thiệp vào kế hoạch đó, chứ không cần trực tiếp ra tay tránh được những phiền toái ngoại giao trong bối cảnh Thiên Triều cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong khi đó, nếu ra tay cứu Vương Đình Huệ thì Thiên Triều có thể phải nhúng tay trực tiếp và như vậy sẽ vấp phải những phản ứng mạnh mẽ của quốc tế và người dân Việt Nam. Ông Trọng đã thuần phục Thiên Triều từ lâu. Ông đã ký với Tập Cận Bình nhiều văn kiện có lợi cho Bắc Kinh. Trong đó có văn kiện cho phép Bắc Kinh đào tạo nhân sự cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện ông Trọng đã già yếu và đến lúc Bắc Kinh cần phải tính đến bài toán thay thế nhân vật này. Người có triển vọng lớn nhất không ai khác chính là Tô Lâm. Một nguồn tin riêng cho Thời báo.de biết rằng Tô Lâm đã có cuộc gặp bí mật với Trung Quốc và hứa cho Trung Quốc thuê tỉnh Lào Cai với 99 năm. Nếu đây là thông tin đúng sự thật, thì Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ mất chủ quyền, bởi lòng tham của Bắc Kinh là không đáy, không bao giờ thỏa mãn được họ. Được biết, những cái chết bí ẩn của các quan chức cấp cao Việt Nam sau khi mắc bệnh lạ đều có một điểm chung, đấy là họ mắc bệnh sau khi thăm Trung Quốc không lâu. Từ ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trần Đại Quang đến ông Lê Văn Thành đều như thế cả. Điều này khiến cho các nhà phân tích nghi ngờ rằng phải chăng Bắc Kinh nắm giữ sinh mệnh các quan chức cấp cao Việt Nam và đó là điều khiến những người này đã phải nghe theo họ. Và ngược lại, ông Trọng đã được đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc tận tình chăm sóc. Rõ ràng đội ngũ này có nhiều lần cứu ông khỏi lưỡi hái tử thần, đặc biệt là sau lần ông bất ngờ gục ngã tại Kiên Giang vào năm 2019 khi đó. Hiện nay họ cũng đang kéo dài sự sống cho ông Trọng tại Bệnh viện Quân y 108. Cho nên ông ít xuất hiện, thoát ẩn, thoát hiện. Như vậy Bắc Kinh có thể cứu sống được quan chức cấp cao của Việt Nam mà cũng có thể tiêu diệt họ. Có thể nói khó có quan chức nào thoát khỏi vòng kiểm tỏa của Bắc Kinh và Tô Lâm nếu muốn thâu tóm hết quyền lực về mình, làm bá chủ Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể không thuần phục. Dưới bài tay của Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục mất mát nhiều cho Bắc Kinh. Đồng thời, người dân phải sống trong sự hà khắc của ông tướng công an khét tiếng này. Quý vị vừa theo dõi bản tin tính kế lâu dài Tô Chủ tịch thần phục Thiên Triều như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.